Alo 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 1 2 3 4 alo alo alo. Hello, xin chào tất cả mọi người, mình là Nhàn Cô Tê đây. Và video ngày hôm nay là video mình sẽ kể về cái ngày thi topic của mình cho mọi người xem. Thì cái hình ảnh mà mọi người đang thấy bây giờ là hình ảnh sau khi mình đã thi xong, trải qua một hồi gọi là ăn uống ngủ nghỉ để lấy lại tinh thần sau cú sang chấn tâm lý sau ngày thi, thì mình đã quyết định là ngồi lại và quay video cho mọi người xem. Vì bây giờ cũng khá là trễ rồi và quay khá là gấp nên bây giờ mình sẽ vào video luôn nha. Một ngày trước khi thi. Hello mọi người, thì bây giờ mình đang ngồi ở quán cà phê. Bây giờ là ngày 10 và ngày mai thì mình sẽ tham gia thi topic. Vì thế nên mình tranh thủ mình ôn nốt một buổi ngày hôm nay. Mình chọn một góc khuất nhất của một quán cà phê và ngồi đó học. Ok, bây giờ thì mình sẽ học nha. Mọi người có thấy ở xa xa kia mấy cái núi nó trắng xóa không? Wow, thời tiết thật là... Dạo này thời tiết của Hà nóng lắm mọi người ạ. Là bây giờ mình sẽ dẫn mọi người đi mua đồ với mình nha. Gần đây thì mình biết có một cái quán người ta bán đồ, người ta bán áo thun đồng giá 10.000 won ý, là khoảng 200.000. Nên mình sẽ đến đấy mình lựa. Ok, đi thôi. Đây cũng có một hàng sale 10.000 won nên mình sẽ ghé vào đây mình xem thử. Mình thấy cái mẫu áo này cũng được nè. Nhưng chắc là mình sẽ lấy cái này. Sau đó mình ghé vào Daiso và quyết định mua một cái giỏ. Thì mình đã muốn mua giỏ từ lâu rồi nhưng mà do không tìm được cái ưng ý. Hôm nay thì mình lựa đại một cái gần như là kiểu đơn giản nhất có thể, để mình đeo đi đâu đó cho nó tiện, kiểu đi học hay gì đấy. Ngày thi. Vì nhà mình cũng khá gần trường là điểm thi ngày hôm nay, cho nên là có một chị đi thi cùng với mình đã qua nhà mình trước. Hai đứa cùng ăn sáng sau đó rồi mới bắt đầu đi. Chị ấy đã mang kimbap tới, cơm cuộn tới cùng với sữa và bánh cho mình nữa. Đây là cổng trường đi vào trường của mình, cơ sở đại học. Thì nếu mà mọi người có xem video review ký túc xá của mình ở cơ sở John An thì cũng biết là trường mình có hai cơ sở. Dạo gần đây thì mình ở gần cơ sở đại học hơn. Và hôm nay thì mình cũng đã có ý định là quay trường cho mọi người xem. Nhưng mà thi xong thì mình không có tinh thần lắm nên là mình đã đi về luôn. Nên đoạn này thì mình chỉ quay được một khúc từ ngoài vào trường cho mọi người xem thôi, vào điểm thi thôi. Nhưng mà mọi người vẫn sẽ có thể nhìn thấy được một đoạn của trường mình. Mình thì không rõ về các tòa của trường đại học của mình tại vì nó cũng khá là nhiều, nhưng mà mình biết thì cái tòa mà mọi người đang nhìn thấy là tòa thể thao, thì những anh chị học về thể thao sẽ học ở tòa này thì phải, và tòa này cũng là tòa gần cổng nhất. Trường mình thì nó có một cái đặc điểm đó là nó lấy nguyên một cái núi để nó xây trường mình, vì thế mà trường mình cũng khá rộng. Và đặc điểm đó là đi từ cổng trước ra cổng sau thì nếu đi nhanh thì mất khoảng 30 phút, còn nếu đi chậm thì 45 một tiếng thôi mọi người ạ, không nhiều đâu. Đi vào một đoạn nữa thì ở đây sẽ là bến xe của trường mình. Mình quay khá nhanh nên là có thể là mọi người sẽ nhìn không rõ. Trường mình thì có một tòa chính mà có lẽ nếu mà mọi người đang tìm hiểu về Sonmun thì sẽ nhìn thấy hình ảnh của tòa đấy nhiều nhất. Thì hôm nay mình sẽ thi ở tòa đấy. Đi lên đây một đoạn thì có thể nhìn thấy tòa đầu tiên của trường mình là tòa này. Sau đó thì đến tòa tiếp theo là tòa chính thức, là tòa mà mình sẽ thi ngày hôm nay. Thì ở xa xa mọi người cũng có thể thấy là các bạn đi thi đang tập trung rất là đông ở đó rồi. Đây là tòa gì thì mình cũng không rõ lắm nữa. Vì có rất là nhiều bạn hỏi nên chắc là mình cũng nói trong video này luôn, là có nhiều bạn nhầm mình qua đây mình học đại học luôn, nhưng mà không phải. Mình qua thì mình vẫn đang trong quá trình học tiếng Hàn, và chắc phải đến tháng 3 năm sau thì mình mới lên đại học được. Nên mọi người đừng có hỏi là mình tại sao bây giờ vẫn chưa học đại học nữa nha.
Tại vì mình dù là mình học tiếng Hàn ở Việt Nam rất là nhiều, nhưng mình không giỏi đến mức là mình qua mình có thể nghe được lời giáo sư nói luôn. Cho nên là mình vẫn đang phải học. Và tòa màu trắng mà mọi người đang nhìn thấy kia là tòa chính của trường mình rồi. Thì hôm nay mình sẽ thi ở tòa đấy. Thì trường mình á, có rất là nhiều tòa, nó sắp xếp theo một hình kiểu hình chữ nhật ấy, và sẽ có đường đi vào các tòa. Thì hôm nay mình thi ở tòa này thì mình đi khá là gần, là đi từ ngoài cổng vào trong tới trong tòa này cũng đã mất 10 phút rồi á mọi người. Kỳ thi đợt này của bọn mình nằm trong cái khoảng thời gian bỗng nhiên ở Hàn số lượng người nhiễm COVID-19 tăng lên một cách nhanh chóng. Dạo gần đây thì đã tăng lên đến 1.000 người rồi. Nên là ngày hôm qua khi mà trước khi đi thi thì mình nhận được một thông báo của trường bảo là có thể hủy kỳ thi nếu muốn. Nhưng mà mình đã không hủy, và hôm nay khi mà mình đi thi thì mọi người vẫn tham gia rất là đông. Chắc có lẽ là do mọi người lên đại học kỳ tháng 9. Thì như ở Hàn á, đại học chỉ được lên vào kỳ tháng 9 và kỳ tháng 3 thôi. Nên mình nghĩ là đợt này là đợt cuối cùng nên mọi người vẫn tham gia rất là đông. Như mọi người cũng thấy thì trời hôm nay thời tiết nó không có được thuận lợi cho lắm. Nhưng mà nói chung không nắng không mưa, có gió vẫn khá là mát mát nên ok, chứ không bị nóng như mọi ngày. Bây giờ thì bọn mình đang phải xếp hàng để chuẩn bị vào điểm thi. Tòa này thì có 10, có 4 cánh cửa phía trước nên bọn mình xếp thành 4 hàng và đi vào dần để người ta kiểm tra giấy tờ cũng như là check nhiệt độ các thứ. Khi mà đi thi topic á, thì mọi người chỉ ý cần mang theo hai thứ quan trọng nhất, đó là giấy thi và thẻ người nước ngoài, hay còn gọi là chứng minh của người nước ngoài ở bên này thôi, còn tất cả mọi cái còn lại thì mọi người không cần quan tâm lắm đâu. Hello chị Trâm. Đầu tiên khi mà bọn mình bước vào cửa thì sẽ có một người xem giấy thi và chứng minh của bọn mình trước. Sau đó vào cửa thì sẽ có một người xem lại, và khi bọn mình rửa khử trùng tay xong thì bọn mình sẽ được đo nhiệt độ rồi mới được vào thi. Phòng mình thi hôm nay nằm ở tầng 3 nên bây giờ mình đang đi lên để kiếm phòng. Em y chang cái trường mình luôn. 303. Của chị mà bao nhiêu? Của em bên này. Bye bye. Hai bạn mình đi chung lên với nhau nhưng mà hai đứa thi ở hai bên, hai nơi nên đã tách ra. Phòng thi của mình thì ở 308. Mình đã đi kiếm từng phòng và cuối cùng mình biết là phòng thi của mình tận ở cuối hành lang dãy này. Đây rồi, sau khi kiếm được phòng thi thì mọi người nhớ xác nhận tên ở phía trước phòng trước nha, nếu có thì mới đúng là phòng thi của bọn mình. Và khi mà vào phòng thi thì mọi người nhớ check xem là ở trên bảng có danh sách chỗ ngồi không. Hầu hết tất cả đều có cả. Và mình chỉ cần xem là mình sẽ biết được mình ngồi ở đâu. Và vì tình hình dịch nên bọn mình bị ngồi cách xa tận 3 bàn với nhau lận. Và mình đã tìm được nơi có tên của mình. Thì chắc bạn nào mà không biết thì sẽ hơi bất ngờ về tên của mình một chút. Hôm nay thì lúc đi thi mình có mang theo một chai nước và một bịch hạt. Thời tiết của Hàn dạo gần đây vẫn rất là nóng và lúc mình vào thì người ta chưa có bật điều hòa. Bây giờ thì mình đang ngồi trong phòng thi đợi giáo viên đến. Bọn mình được vào phòng từ lúc 12 giờ 20 nhưng mà đến 1 giờ thì mới bắt đầu thi. Mọi người có thấy đằng trước cô mặc áo xọc kẽ đang cầm một cái túi không? Cái túi đấy thì sẽ thu điện thoại của bọn mình. Vì thế một lát nữa mình sẽ không thể quay video trong lúc mà người ta đã thu điện thoại được. Đoạn này thì cô đang bảo bọn mình xác nhận lại xem là số báo danh trên bàn với số báo danh trong giấy có giống nhau hay không.
Sau một hồi hướng dẫn dặn dò thì bọn mình được phát cái bút này. Thì bút này chắc là ai thi topic thì cũng đã quá quen thuộc rồi. Nó có hai đầu, một đầu là dùng để làm bài trắc nghiệm, còn một đầu là dùng để làm bài viết. Sau đó thì cô sẽ đi kiểm tra bọn mình xem mặt có đúng với chứng minh không này. Sau đó thì phát đề và bọn mình bắt đầu làm bài thi. Bây giờ thì mình đã thi xong và về rồi. Thì trong quá trình mà mình bị thu điện thoại thì mình cũng không có quay thêm được cái gì cho mọi người để kể thêm. Vì thế nên khi nào về nhà thì mình sẽ kể nha. Lúc đi lên mình đi bằng cầu thang bộ ở giữa, xong rồi lúc đi về mình lại đi bằng cầu thang bộ ở phía rìa. Cho nên mình xém nữa mình bị lạc vì mình không biết đi đường ra ở chỗ nào luôn. Đáng ra thì hôm nay mình sẽ có video quay về trường mình cho mọi người xem, nhưng mà thi xong thì mình hơi sang chấn tâm lý một chút, nên là thôi để dành video đấy vào dịp khác. Về thì mình có ghé qua cửa hàng tiện lợi để mua một cái bánh để ăn, tại vì mình hơi bị đói. Sau khi ăn xong thì đáng ra là mình phải làm video luôn, nhưng mà mình kiểu bị mệt mỏi ấy, mọi người bị hơi mệt mỏi một chút. Là mình đã ngủ một phát đến 10 giờ nên bây giờ mình mới đang làm video cho mọi người xem đây. Ok, và đó là tất cả những gì mà mình đã trải qua trong ngày hôm nay mà mình có thể quay được cho mọi người xem. Thì khi mà đi thi á, thì ai cũng mang một cái tâm lý căng thẳng mà mình không thể nào nghĩ về cái video tối nay của mình được, nên mình quay nó khá là đại khái, nó không có được rõ ràng lắm. Nhưng mà nếu mà ai đi thi topic thì cũng sẽ trải qua những điều như mình thôi, thì mình cũng không kể thêm gì đâu. Bây giờ thì mình cũng chỉ tâm sự thêm một chút cho mọi người nghe về bài thi ngày hôm nay thôi. Thì để mà đánh giá bài thi ngày hôm nay mình làm có ổn không á, thì mình cũng không có dám nói trước là mình làm tốt hay là không tốt. Mình sợ nói trước bước không qua ấy, chủ yếu là như thế. Nhưng mà bài thi này thì mình có linh cảm là mình làm không tốt bằng đợt trước. Nó có lý do hết đó mọi người. Thì riêng về phần viết và phần đọc á, thì mình chắc ăn là mình làm tốt hơn lần thi trước là điều chắc chắn, nhưng mà tốt hơn nhiều hay không thì mình không biết. Mình chỉ biết là đợt này mình làm khá là ok hơn trong phần viết và phần đọc. Còn phần nghe là cái phần mình luôn tự tin nhất. Mình là một đứa luôn tự tin về phần thi nghe. Minh chứng là hai lần thi trước, một lần mình thi topic 1 và một lần mình thi topic 2 á, thì mình đều được điểm cao ở phần thi nghe, nên là mình đã luôn luôn tự tin về khả năng nghe của mình. Nhưng hôm nay mình lại có lỗi trong phần thi nghe mọi người. Thì lỗi đó nằm ở mình. Mình đã không tìm hiểu rõ hơn về cái quy chế khi mà sửa bài thi. Thì phần thi nghe là bọn mình sẽ thi trắc nghiệm. Và khi mà bọn mình bị sai đáp án á, thì chỉ cần sai một đáp án thôi thì bọn mình không có quyền gạch hay là xóa đi để chọn lại câu khác, mà bọn mình phải tô lại từ đầu cái câu đó luôn. Và nếu xóa thì bọn mình phải sai bút xóa kéo. Nhưng mà hôm nay thì mình lại không có bút xóa kéo, và mình cứ đinh ninh trong đầu là giáo viên có bút xóa kéo mọi người ạ. Thì khi mà đang làm bài nghe ở câu số 15, nếu mà bạn nào có biết về topic thì từ câu 1 đến câu 20 thì bọn mình chỉ được bọn mình chỉ được nghe đúng duy nhất một lần và chọn đáp án luôn, chứ bọn mình không được nghe lại lần 2. Và khi mà đang làm câu 15 á, thì mình đã bị cái tật gọi là lanh chanh vội vàng một chút. Thì cái câu đó là đề là chọn cái đáp án mà đúng về hành động của người tiếp theo của người con gái. Thì khi mà mình nghe đến gần hết thì mình đã biết được cái hành động mà nó sắp làm là gì rồi, thì mình chọn cái đáp án đấy. Nhưng mà ai ngờ là ở câu cuối thì cái hành động đó nó lại bị thay đổi. Vì thế nên mình phải chọn cái đáp án lại. Và khi mà chọn lại như thế thì mình gạch đi, và mình nghĩ trong đầu là cô sẽ xóa cái đáp án sai cho mình để mình chọn cái đáp án đúng đấy. Nhưng không mọi người, khi mà mình đang nghe thì mình giơ tay lên và mình ra hiệu cho cô là giúp mình mang bút xóa và xóa xuống. Nhưng cô không có bút xóa mọi người. Cô không có bút xóa. Vì thế mình đã được phát một tờ giấy thi khác và tô lại đáp án từ đầu. Thì làm qua 15 câu rồi mà phải tô lại đáp án từ đầu, trong khi còn tận 5 câu nữa mình chỉ được nghe duy nhất một lần. Và mình đã không tập trung được trong cái thời gian nghe đó mọi người. Mình đã kiểu
kiểu trong đầu mình nảy ra một cái tâm lý là chết rồi, mình bị cái câu này khựng lại rồi và mình không tập trung được vào những cái câu tiếp theo, thì chắc phải mất đến 6-7 câu sau đó mình cứ kiểu bị nghĩ về cái câu đấy thôi. Và đó cũng là cái lỗi mà mình muốn chia sẻ để lấy kinh nghiệm cho bạn nào chưa đi thi. Thì nếu mà bạn lỡ làm sai một câu nào đó thì tốt nhất nhé, hoặc là mọi người hãy đợi đến cái lúc, nếu mà làm sai trong 20 câu đầu như mình thì mọi người hãy đợi đến cái lúc qua cái câu thứ 21, khi mà mọi người được nghe hai lần trong câu á, thì mọi người hãy nhờ đến sự giúp đỡ của giáo viên rồi tô lại, thì mình sẽ không bị tâm lý. Còn nếu mà cứ như mình cứ bị nghĩ về câu trước thì những câu sau mọi người sẽ không làm tốt được ấy. Nên đó cũng là một cái mà mình cảm thấy là mặc dù mình thi lần này không phải là lần đầu nhưng mình lại kiểu khờ quá như thế thì mình cũng thấy hơi tiếc và cái phần đấy. Thì vì cái lý do đó mà mình không có tự tin trong cái phần nghe này lắm. Mặc dù bình thường mình luôn tự tin về bài nghe của mình, nhưng mà lần này mình không có tự tin về bài nghe nên mình không dám chắc là điểm mình sẽ cao hơn lần trước nữa cơ, chứ đừng nói là nó như kỳ vọng ban đầu của mình. Nhưng mà cũng không sao, thì mình là một cái đứa thường á, thì ở trước khi kỳ thi thì mình sẽ kỳ vọng rất là cao để mình cố gắng mình học được nhiều, và sau kỳ thi thì mình sẽ kỳ vọng thấp hơn để khi mà biết kết quả mình sẽ không bị thất vọng quá. Cho nên từ giờ đến lúc biết kết quả thì mình sẽ không nghĩ về nó nhiều đâu, và mình sẽ cố gắng mình vui chơi, mình giải trí một chút. Tại vì chia sẻ thật là từ lúc qua Hàn đến bây giờ thì mình tham gia hai kỳ thi topic. Lần trước thì như mọi người cũng đã xem video trước thì mình đã được topic 5 rồi. Đây, bằng của mình đang treo ở phía sau. Thì mình đã được topic 5 rồi, và kỳ thi lần này. Nhưng mà vì tham gia hai kỳ thi như thế nên trong suốt cái thời gian mà mình ở Hàn thì mình luôn bị cái kỳ thi nó vướng chân mình lại. Có nghĩa là mỗi khi mình có thời gian rảnh thì mình luôn bị nghĩ đến kỳ thi và mình phải học. Nên là mình chưa có cái phút giây nào mình cảm thấy là mình đi chơi nó thoải mái cả. Nên trong vòng một tháng tới khi mà chưa biết kết quả topic thì mình sẽ cố gắng vui chơi, mình sẽ giải trí rất là nhiều. Để sau đó nếu như kết quả không như mong đợi thì mình sẽ thi lại vào tháng 10 mọi người ạ. Mình sẽ thi cho đến khi nào mà mình được topic 6 thì mình mới thôi. Những ngày vừa qua trước khi mà mình đi thi thì mọi người đã kiểu ủng hộ tinh thần mình rất là nhiều. Từ ông bà chủ ở quán mình làm thêm cho đến bạn bè của mình, cho đến những người ở nhà của mình. Nên mình rất là cảm ơn mọi người rất là nhiều. Đó cũng là động lực của mình để mình có thể chăm chỉ hơn. Thì vì là trong một tháng tới mình có rất là nhiều kế hoạch đi chơi, nên là những tuần tiếp theo mình sẽ ra video đều vào mỗi chủ nhật hàng tuần. Nên mọi người nhớ, nếu mà ủng hộ mình thì nhớ đăng ký kênh, và nếu thích video này thì nhớ nhấn nút thích, sau đó thì comment cho mình biết nha. Video ngày hôm nay cũng chắc là cũng khá là dài rồi nên là mình chỉ nói đến đây thôi. Và để mà chia sẻ về topic nhiều hơn thì mình sẽ hẹn vào một video sau nếu như mọi người vẫn còn quan tâm về topic. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào video tuần sau nha. Nhớ là mình sẽ ra vào chủ nhật hàng tuần và mình sẽ cố gắng là mình sẽ không ra vào thời gian muộn, nên mọi người nhớ đón xem nha. Xin chào và tạm biệt mọi người. Xin chào và tạm biệt mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.